Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng Nam có người khách mà các đại quý vị cũng rất là muốn nghe và rất muốn gặp mặt lại, đó là Biên Đoàn. Ngày trước chúng ta giới thiệu anh với tư cách là ứng cử viên, nhưng lần này anh trở lại với tư cách là nghị viên, người dân cử đầu tiên người Mỹ gốc Việt trong vòng 4 năm vừa qua. Trước hết xin trân trọng chào quý vị và chào Biên Đoàn. Mời Biên Đoàn có thể chào quý vị. Dạ, cảm ơn anh Nam và cảm ơn đài Cali Today. Kính chào quý vị, quý khán giả và quý đồng hương và quý vị ở trong khu vực bảy. Biên rất là hân hạnh được một cái cơ hội nữa để mình đứng ra để nói chuyện với anh Nguyễn Xuân Nam và nói chuyện với quý vị. Dạ, cảm ơn ạ. Như vậy thì cái đáp phiếu của em nó sẽ có một ân tình với người Việt rất là nhiều. Trong đó em nghĩ là số người Việt bầu dân khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì bây giờ mình chưa biết chắc chắn, nhưng mà cái này là chỉ là trong cái ý nghĩ của Biên thôi, là cỡ 60% là người Việt Nam, bao nhiêu phần trăm kia là người ngoại quốc. Thì mình thấy rõ ràng là cái lá phiếu của người Việt Nam mình rất là mạnh, và cái đoàn kết của người Việt Nam mình, cái thế lực mình rất là mạnh ngay bây giờ. Thì mình phải tiếp tục cái đoàn kết đó. Là anh Nguyễn Xuân Nam cũng biết là mình sẽ có gọi là khu vực 8 với khu vực 10 sẽ cần một người Việt Nam ra. Thì mình thấy cái khu vực 8 đó, nếu mà một người Việt Nam duy nhất ra đó, thì mình sẽ có cái khả năng có thể mình có hai người nghị viên đại diện cho cộng đồng Việt Nam mình trong cái thành phố này. Khu vực 10 ấy, thì mình khi nào mình cũng, bất cứ khi khu vực nào ấy, mình cũng khuyến khích một người Việt Nam ra, để người tất cả người ta ở phía ngoài người ta thấy rõ ràng người Việt Nam bắt đầu đứng lên đi bộ chính trị, nên người ta mới thấy cái thế lực của mình nó rất là mạnh. Khi chúng ta thấy lần vừa rồi thưa quý vị, cái điểm rơi của đội Việt Nam nó 4 năm vừa trước á, mình rơi xuống tận đấy, mình không còn đại diện trong thành phố. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái gì, nó bounce back trở lại, nó bắt đầu nó rớt xuống tận đấy rồi nó đi lên trở lại. Thưa quý vị, và Biên là ví dụ, nhưng mà chúng ta hy vọng là sẽ có quận 4, quận 8 và nhiều quận khác nữa, thì chúng ta sẽ chờ xem. Có cái điều nữa đó, đây là một kinh nghiệm, là không phải chỉ dựa vào cái chuyện lá phiếu người Việt, mà một số các vị dân biểu tiểu bang, dân biểu liên bang, một số tiểu bang khác đó, rất là ít người Việt, nhưng mà họ trở thành thành công rất là lớn. Đặc biệt trong vừa rồi, cái sự kiện nói nhiều nhất là 5 người dân biểu tiểu bang Oregon là gần người Việt. Dân số người Việt mình là Oregon chỉ có 6% thôi, nhưng mà số ghế mình chiếm trong quốc hội của tiểu bang lên tới 8%. Thì điều cho thấy rằng nếu ta đoàn kết được với nhau và tuổi trẻ nó tham vọng, thì thưa quý vị, chúng ta có thể làm một chuyện lớn. Trong trường hợp như vậy thì Biên Đoàn là một sự bounce back trở lại đầu tiên. Nhưng mà sau Biên Đoàn thì em có nghĩ rằng những cái quận nào mình sẽ tập trung không? Thì mình thấy mình có cái cơ hội ở trong cái thứ nhất á, là ngay bây giờ đó mình có cái cơ hội ngay khu vực 8. Và sau đó đó là mình sẽ có cơ hội trong khu vực 4. Và sau đó nữa thì có cơ hội trong khu vực 5. Là 4 khu vực đó. Mình nói là 4, 5, 7 với 8 là cái khu vực đó là mình có thể có khả năng để mình đưa một người Việt Nam lên. Thì Biên xin lỗi anh Nguyễn Xuân Nam, thì ngày hôm nay Biên muốn lấy cái thời gian này rất là cảm ơn tất cả người đã ủng hộ cho Biên. Và nếu mà người nào mà chưa ủng hộ cho Biên thì có cái cơ hội để ủng hộ cho Biên thì tiếp tục. Tại vì cái cộng đồng mình á, vì cộng đồng cho cộng đồng, mình cần cái ủng hộ đó mình mới nâng đỡ trong nhiều người Việt Nam khác. Và Biên rất là biết ơn và tri ân tất cả cái công sức của đồng bào mình, và quý vị đã lấy thời gian đi ra ngoài nắng, ngoài mưa, lấy thời gian ra khỏi gia đình để đi bầu. Và nhất là cái ban vận động của Biên, thì có rất là nhiều người trong đó đã hy sinh rất là nhiều. Và ngay anh Nguyễn Xuân Nam đã
cuối cùng cũng ra trở lại ủng hộ cho cộng đồng của mình, vì cộng đồng cho cộng đồng. Thì mình thấy rõ ràng là anh Nguyễn Xuân Nam đã có cái tâm vì người cái gốc người Việt Nam mình và cái máu và xương của người Việt Nam mình ạ. Thì cái điều nhiều ta người ta bàn vấn đề của anh thì ta có ngay cả bản thân biên đoàn không tin mình hẳn. Cái hy vọng nó có nhưng nó rất là thấp, rồi mình đụng phải một đương nhiệm. Dạ. Rồi cô Mia, cô là đương nhiệm. Dạ. Mà cổ này của một cộng đồng mẹ rất là đông như vậy, thì cái yếu tố nào giúp cho biên đoàn thành công trong thời gian vừa qua? Ok, thứ nhất như vậy nè, nó có gọi là rất là nhiều cái thế để giúp cho biên thành công. Cái thứ nhất đó là mình rất là tự tin mình lúc mà mình ra. Mình đã gọi là cái statistic mình tính toán, cả bên người Mỹ nó đã tính toán ra coi thử mình có bao nhiêu phần trăm để mình thắng hay không. Nếu mà mình không có đủ khả năng á, thì nó cũng sẽ không có giúp đỡ cho mình. Thì cái rất là nhiều người cao niên ở trong cộng đồng mình, tại vì người ta yêu thương cái người Việt Nam, người ta bỏ ra sức công, thời gian và tiền bạc ủng hộ cho biên. Thì cái đó là cái thứ nhất á, là cái đoàn kết của cái cộng đồng của mình. Cái thứ hai là cái gọi là cái khiên năng của tất cả mọi người để đi gõ cửa. Mình gõ cửa là lúc mà nắng mưa hay là trời lạnh, lúc là có khi biên ra khỏi trạm cứu hỏa là sau khi làm 48 tiếng rất là mệt, chưa ngủ, thì mình cũng cố gắng mỗi ngày mình đi, mình gõ cửa. Thì và sau khi đó rất là nhiều người ngoại quốc, là rất là nhiều nhóm của ngoài quốc, rất là mình đã nói chuyện với người ta, mình đã làm việc với nhiều người vị viên, thì người ta thấy mình có khả năng. Tại là một ngày đại quý ở trong cứu hỏa thì người ta đứng đằng sau mình, người ta ủng hộ mình. Thì cái đó mình cũng cảm ơn rất là nhiều báo chí truyền thống như Cali Today, rồi Nghe Lữ Thành Mỏ, Vì Dân, Biên Thảo, Việt Today. Thì nhờ tất cả cái báo chí đó ủng hộ cho biên, thì lúc đó mình thấy rõ ràng, mình đưa ra cái tin tức biên đã có cái khả năng và cái ủng hộ của cộng đồng của mình. Cái việc làm đầu tiên mà biên sẽ làm với tư cách nghị viên cho cộng đồng Việt Nam là việc làm gì? Ủa, cái thứ nhất đó là ngay bây giờ là mùng 2 tháng 1 biên mới lên ngồi được cái ghế đó là nghị viên. Thì bây giờ cái trách nhiệm của biên là mình phỏng vấn rất là nhiều người Việt Nam, người Mỹ, để mình làm một cái team giống như là người Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, rồi liaison để cho người Mỹ, liaison cho người Việt Nam. Người Chief of Staff là trưởng ban, Deputy Chief of Staff là phó ban, rồi là liaison là những người liên lạc viên. Rồi mình cũng có là người schedulers, người đi theo mình, rất là nhiều. Mình phải lựa chọn. Mà ngay bây giờ đó là biên đã vận động cho khu vực 8. Thì mình phải nói ra cho cử tri mình biết đó là mình cần một người Việt Nam ra khu vực 8. Mà người đó phải có một cái khả năng, có uy tín ở trong cộng đồng của mình. Thì mình phải đưa một người thôi, mình không có đủ để mình đưa ra 2-3 người, tại vì mình biết á, là người Mỹ sẽ có người ra, và người Ấn Độ cũng sẽ có người ra, và cũng có thể có người da trắng ra nữa. Thì nếu mà người Việt Nam mình 2-3 người thì mình không có đủ cái lá phiếu để mình thắng. Nên quý vị nhớ là ngày hôm qua là mình có gọi là cái press conference của cái báo chí của tất cả mọi người Việt và người Mỹ. Matt Mahan và biên đã ra nói là như vậy, mình muốn cái thành phố San Jose này gọi là không có gọi là appoint, không có cái mình không có phải là đưa ra chỉ định ra một người, mà gọi là cái special election, là
cho cái quyền lợi của cái người dân, cái tự do, cái nhân quyền ở đây để mình đi bầu. Là cái đó là cái cao nhất, thì mình phải ràng buộc tất cả mọi người nghị viên ở trong thành phố San Jose ngay bây giờ phải lựa chọn theo cái gọi là cái special election. Tại vì nếu mà mình nó nghị định là một người ra đó appointed thì mình sẽ không có cơ hội để mình đưa người Việt Nam lên. Nó bị cắt cộng đồng khá là mạnh đó. Nó sẽ cử người của nó ra. Yeah. Có cái điều thế này nè, ở giai đoạn này thì có một niềm vui nhưng có sự lo lắng. Lo lắng là sao? Trước mặt cái quá khứ trong cái cộng đồng chúng ta, Biên không phải là người nghị viên đầu tiên. Đúng. Madison là nghị viên đầu tiên. Đúng. Nhưng mà Madison trong thời gian đi làm cũng bị chống đối rất là nhiều. Biểu tình ngày và đêm, cả chục ngàn người biểu tình, đá đảo, rồi là recall đủ thứ. Là một cái trường hợp cũng đầy mà tranh luận đúng hay sai. Và đến bây giờ rất nhiều người còn thù hằn Mary Thiên Nguyễn cho đến giờ này. Rồi sau đó tới Nguyễn Mạnh, Nguyễn Tâm, Diệp Thế Lân đều gục ngã sau một vài năm đi làm nghị viên. Cho nên con đường làm nghị viên của người Việt tại San Jose và tại các quần hạt ở San Jose này là con đường mà chưa có gương của sự thành công. Cho đến giờ này, no good example từ các người nghị viên cũ. Thì cái quá khứ đó có làm cho Biên Đoàn run chân khi bước chân vào nghị trường. Dạ, cảm ơn Nguyễn Sinh Nam. Cái câu hỏi đó rất là cũng khó để trả lời. Nhưng mà Biên chỉ nói như vậy nè. Bao nhiêu người nghị viên Việt Nam quá khứ không thành công. Không có thành công. Cái đó là mỗi người khác biệt nhau. Biên là Biên không có phải là Madison, không phải là Tâm Nguyện, không phải là Mạnh Nguyện, không phải là Diệp Thái Lân. Biên là một người lãnh đạo đã đi hướng đường Mỹ và trở lại trong cái cộng đồng của mình. Cái đó là rất là khác biệt. Tại vì cái tâm của Biên, cái đầu của Biên, cái máu của Biên là người Việt Nam. Thì mình biết như vậy. Cái thứ nhất, có nhiều cái sai lầm là nhiều người lên nghị viên quay lưng về cộng đồng mình. Thì Biên á, là đã quay lưng về cộng đồng của mình, trở lại về cộng đồng mình trước khi ra ứng cử. Cái đó là cái khác biệt. Cái thứ hai, Biên sẽ phục vụ hết tất cả người ở trong thành phố San Jose, trong khu vực 7 đó, là người Mỹ, người Mẹ, người da đen, người Ấn Độ, người Hoa, người Phi, người Việt Nam. Tại vì nhiều người nghị viên thì chú ý vô cái cộng đồng Việt Nam mình không thôi. Tại vì cái trách nhiệm của người nghị viên á, là phải phục vụ hết. Thì nhưng mà mình chú ý nhất là về trong cho cái cộng đồng của mình. Thì có rất là nhiều cái việc đã làm chưa xong, cái nhiều cái mình sẽ gọi là giữ cái ưu tiên cho cái cộng đồng của mình, và mình cho cái cộng đồng mình nhiều cái tin tức. Thì cái việc thứ nhất á, giống như là thì Biên sẽ đưa nhiều cái tin tức ra, gọi là mình nói cái gọi là transparency, là trong sạch ra cho quý vị biết là cái hướng đường mình đi như thế nào, bao nhiêu lâu, rõ ràng ra thì quý vị mới hiểu là theo cái chính trị nó như thế nào. Thì Biên muốn là mình cái tượng đài Việt Mỹ, cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, thì cái tiền nó đã có rồi ở trong cái thành phố San Jose. Thì cái đó là cái việc cho cộng đồng mình. Thứ nhất á, là mình làm cái đó cho nó xong. Cái thứ hai đó là mình làm sao mình tiếp tục đoàn kết cái cộng đồng của mình ngay bây giờ để cho một người lên khu vực 8. Rồi cái thứ ba đó là mình sẽ làm việc với thị trưởng, với tất cả mấy người nghị viên khác để mình có cái cơ hội để mình tìm một nhóm tiền để mình làm xong cho cái công viên truyền thống. Cái đó nó sẽ có rất là nhiều cái phức tạp. Mình bước một đường á, là mình phải bước lui lại 5 bước. Nó sẽ có rất là nhiều cái chặng mình để làm thành công.
nhưng mà mình sẽ cố gắng làm hết tất cả khả năng của mình để tìm cái tiền đó để làm cho xong cái công viên truyền thống. Cái đó là không có phải là một cái lời hứa, nhưng mà mình thì hứa là mình sẽ làm hết cái khả năng của mình. Và mình sẽ làm cái thứ ba đó, cái, là mình muốn là có một cái gọi là cái community, mình ủng hộ cái community center của mình đó, gọi là cái VACC, mà mình kiếm tiền để xây dựng lại cái nhà bếp và cái courtyard của cái VACC, và một cái đường băng qua đường cho nó an toàn cho người Việt Nam mình. Rồi bên cái thứ tư bên muốn đó là cho cộng đồng mình là có một cái gọi là một cái cổng hay là một cái arch ngay cái đường story, lúc mà người ta lái vô người ta thấy rõ ràng là cái Little Sài Gòn. Thì cái đó là ưu tiên cho cộng đồng mình. Nhưng mà nếu mà nói về khu vực 7 đó, là mình phải, thứ nhất á, mình phải làm sao mình giảm bớt người vô gia cư trong khu vực 7. Cái thứ hai là cái an toàn, an ninh của khu vực 7. Cái thứ ba là mình phải thuyết phục thêm nhiều công ty vô trong khu vực 7 để có nhiều việc làm cho người dân ở trong khu vực 7. Và cái affordable housing, tiếng Việt Nam nói affordable housing là sao anh? Nhà cửa rẻ. Nhà cửa giá rẻ. Ok, không phải là giá rẻ nữa mà affordable nó có thể mua được. Đúng, thể dạ, thuê được. Nhà cửa có thể mua thuê cho người dân ở trong khu vực 7. Và Viên vẫn nhấn lại là Viên rất là cái thứ năm á, là Viên muốn làm á, là trong cái thành phố San Jose này á, mình có gọi là human trafficking, cái mua bán người, buôn bán con người đó. Và trong đó, đó phía dưới cái human trafficking á, nó có gọi là sex trafficking, buôn bán tình dục, buôn bán tình dục, bù phu và nô lệ một con người. Thì trong cái đời sống này á, ai cũng có người mẹ, thì người mẹ là một người phụ nữ, thì nếu mà không có người mẹ thì mình cũng không có ra đây được. Thì trong nhà Viên mình có bà mẹ nè, mình có chị nè, có em nè, có con nè, có cháu nè, có bạn nè, rất là nhiều người cũng là phụ nữ. Thì tại sao mình không tôn trọng bảo vệ cho người phụ nữ ở trong cái thành phố San Jose này? Tại vì cái gọi là buôn bán con người á, nó rất là lớn ở trong cái thành phố này. Mình phải tìm cách mình diệt cái đó đi. Thì cái đó là cái thứ năm đi muốn làm. Nếu ở đây lâu năm á, anh Nam ở tại thành phố được gần 40 năm. Dạ. Yeah. Mà anh Nam làm việc phần lớn từ quận 7. Văn phòng bây giờ chúng ta cũng nằm trong, yeah, trong quận 7. Có nghĩa là anh Nam hiểu quận 7 lắm. Yeah. Anh Nam có thể nói câu được cử tri người Việt tại quận 7 rất là khó. Yeah. Khó thế này, họ ủng hộ người Việt, họ ủng hộ người Việt rất là mạnh, nhưng họ đòi hỏi người Việt cũng rất là người mạnh, họ ủng hộ nghị viên rất là mạnh, họ đòi hỏi nghị viên cũng rất là cao. Từ trước, cái người trước Madison cũng bị tội và bị nghỉ việc, tới Madison cũng bị chống, sau Madison tới Nguyễn Tâm cũng bị chống và bị gãy, Maya Lee cũng một nhiệm kỳ bị gãy. Do vậy ta thấy cái từ đó cho thấy cái pattern của cái suy nghĩ của cử tri của quận 7, họ rất là ủng hộ nhưng mà họ rất là khó khăn. Em nhìn thấy cái history đó như vậy, cái lịch sử như vậy, em có run chân khi làm nghị viên quận 7? Dạ không, tại vì mình biết cái hướng đường mình đi, tại vì lúc mà mình làm việc đó là mình làm việc cho cộng đồng vì cộng đồng, mà mình làm việc cho khu vực 7 trong cái thành phố San Jose. Nên nhiều người sẽ ra nói là người ta ủng hộ rất là nhiều, người ta đòi hỏi. Nhưng mà cái đòi hỏi đó là có lý do, cái lý do rất tốt hay không? Và cái lý do đó là cho tất cả mọi người dân hay không? Nếu mà cái lý do đó mà chỉ có lợi cho người ta thì mình không có làm cái đó. Nếu mà lợi cho tất cả người dân là nói giống không phải là người cộng đồng Việt Nam không thôi,
mà người Mỹ, người Mẹ, người da đen, người Ấn Độ, người Tàu, người Phi, nếu mà tốt cho tất cả mọi người á, thì cái lý do tốt á, thì mình sẽ làm, mình không có bị ràng buộc, tại vì cái thứ nhất đó như vậy. Biên đã là một người có việc làm, Biên có cái chức của Biên là đại quý trong cứu hỏa, Biên sẽ có cái vị hưu của Biên, mình không có tựa vô gọi là cái tiền này người ta đòi hỏi như cái kia. Không, Biên là Biên, Biên là một người lãnh đạo, mình sẽ quyết định theo cái tốt đẹp cho tất cả mọi người dân. Cái bữa hôm qua, trở thành chuyện khác nữa, bữa hôm qua là tại thành phố San Jose, dầu là Biên chưa nhậm chức, dầu Mark Bên chưa nhậm chức, dầu cô Paulette Hiền Nguyễn chưa nhậm chức, tuy nhiên bữa hôm qua có cuộc họp dân chúng để giải quyết vấn đề là chúng ta nên tổ chức cuộc special election, bầu cử đặc biệt để bầu những cái nghị viên khác để thay thế những nghị viên không còn, sẽ không còn làm cho hội đồng thành phố vào ngày đầu tháng giêng này nữa. Thì một cái thứ hai, có hai hướng đưa ra, một là appoint, chỉ định một người nào đó, hai là bầu election. Thì trong đó Bin lần đầu tiên cái xuất hiện trong tư cách là người nghị viên sắp tới của khu vực 7. Matt Mohin cũng chuẩn bị, cũng đọc diễn văn với tư cách là thị trưởng tương lai, và cô Hiền Phạm, Hiền Nguyễn cũng nói chuyện. Thì cái cảm giác, cái đây đó là cái cảm giác đứng với tư cách là nghị viên khu vực 7 lần đầu tiên như vậy, phiên bên phiên sao? Thì cái thứ nhất em thấy rất là hạnh diện. Nhưng mà mình biết á, cái hạnh diện là một cái, nhưng mà mình biết á, là cái trách nhiệm nó rất là nhiều. Thì cái mình bây giờ là hai cái bờ vai của mình á, là gánh cái trách nhiệm của cộng đồng mình và nguyên cái cộng đồng của trong khu vực 7 đó, nó rất là nặng, nên mình không có gọi là không có giống như là mình thắng là mình nhảy tưng, không, mình thắng là mình bắt đầu mình làm việc, mình lo lắng, mình quan tâm, mình muốn làm rất là nhiều cái tốt đẹp cho Việt Nam mình và tất cả cộng đồng ở trong khu vực 7. Nên nhiều người nói sao Biên không lấy vacation hay là lấy một ít thời gian trước khi mình lên cái trách nhiệm đó. Biên nói không, Biên không có đủ thời giờ, tại vì Biên muốn là mình học hỏi, hiểu và mình tính toán rất là nhiều cách làm sao để mình ủng hộ cho cộng đồng Việt Nam mình và ủng hộ cho tất cả dân ở trong khu vực 7. Có nhiều người hỏi tôi là không biết Biên nó sẽ stay ở công việc này lâu không, hay chỉ công việc này là stepping stone để nhảy bước khác. Thì anh Nam chuyển câu hỏi cho Biên, Biên trả lời gì? Thì bây giờ là Biên biết á, là cái ý định của Biên á, là mình đã vô được cái ghế nghị viên, là mình muốn ủng hộ cho cộng đồng của mình. Thì nhiệm kỳ thứ nhất là có thể nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng trong đời á, lúc mà nếu mà mình có một cái cơ hội khác mà mình lên cao được nữa đó, thì mình lên cao là tại sao? Tại vì lúc mà mình lên một cái gọi là một cái trách nhiệm khác, thì mình sẽ nhường cái trách nhiệm ở phía dưới cho một người Việt Nam. Thì lúc đó đó là gọi là trong nó gọi là tiếng Mỹ gọi là mình ủng hộ với nhau là từ trên xuống dưới, đúng không? Tại vì bây giờ mình đâu có ai đâu, Biên là chỉ ngồi một người nghị viên ở trong cái thành phố San Jose này, trong quận hạt cũng có mà tiểu bang cũng em cũng thấy không có ai hết á, ít lắm. Thì mình phải biết cách mình mở, lúc mà mình càng lên cao đó, mình sẽ mở nhiều cái hướng đường cho người Việt Nam mình lên. Thì lúc đó đó cái thế lực mình nó sẽ mạnh hơn, người Mẹ, người Mỹ, người ngoại quốc thì người ta sẽ tới mình, sẽ hỏi cái gọi giúp đỡ của cái cộng đồng của Việt Nam mình. Thì lúc đó mình rất là mạnh, mình không có để cái thế lực của mình nó yếu đi, mình càng ngày càng mạnh lên, và mình phải thuyết phục tất cả mọi người trẻ lên lên trong chính trị và tham gia vô trong cái cộng đồng của mình. Thì
Biên biết á, là cái tương lai của cộng đồng mình nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình không có làm việc á, thì nó không có đẹp được. Ừ. Mình phải làm việc hết mình mới thành công. Ừ. Có lẽ hôm nay Biên cũng còn phải đi họp nữa trước khi chia tay quý vị ngày hôm nay. Biên chính là muốn đến là thưa cảm ơn của quý vị đã bỏ lá phiếu cho Biên để giúp Biên tác cử. Nhưng mà cũng nhân cái chuyện mà Biên nên cảm ơn quý vị thôi, chúng tôi nói thôi để tâm tình thêm số chuyện về công việc của Biên, những suy nghĩ xảy ra. Thì trước khi chia tay quý vị, em còn điều gì để mà tâm sự quý vị thêm chút xíu để ta chia tay? Cảm ơn quý vị, quý thính giả và quý đồng hương, nhất là quý vị trong khu vực 7. Mình là anh em, mình là gốc người Việt Nam. Biên rất là biết ơn và tri ân tất cả cái công sức, cái hy sinh của ba mẹ, cô chú, bác trong cộng đồng mình đã xây dựng cái cộng đồng mình tới bây giờ. Và Biên rất là biết ơn là tất cả cử tri của mình đã ủng hộ để Biên ngồi được ngày hôm nay vô cái ghế nghị viên để mình làm việc cho cộng đồng của mình và tất cả cộng đồng ở trong khu vực 7. Thì mình rất là vui và rất là hân hạnh là mình có cái cơ hội này. Nhưng mình biết là cái này là cái bước thứ nhất trong 1000 cái bước, nên khi nào cũng cần cái ủng hộ của quý vị, quý thính giả tiếp tục một cái gọi là cái journey từ ngày hôm nay tới nhiệm kỳ thứ nhất, là có thể nhiệm kỳ thứ hai. Thì quý vị nhớ vì cộng đồng, cho cộng đồng. Và cảm ơn tất cả báo chí, tất cả mọi người đã ủng hộ cho Biên, rất là trong ban vận động của Biên. Và cảm ơn anh Nam đã trở lại ủng hộ cho Biên. Vì cộng đồng, cho cộng đồng thì Biên cũng rất là mến, và xin anh Nam tiếp tục cái hướng đường đó. Tại vì cuối cùng đi nữa mình cũng là anh chị em của gốc người Việt Nam. Nhưng mà anh Nam nói trước, anh Nam á, cũng như cộng đồng rất là thương Biên, nhưng cũng rất nghiêm khắc với Biên. Cho nên cái nếu mà cộng đồng này mà Biên mà lơi lỏng công việc chút xíu hay đi lạc hướng đó, thì những cái kinh nghiệm trước đó của Madison, của anh Tâm, của anh Mạnh, của vị Diễn Phái Lân, đó là tấm gương chúng ta có thể rút kinh nghiệm. Cho nên anh chúc Biên sẽ đi con đường mới hơn, thành công hơn, vững vàng hơn và được dân chúng yêu mến hơn. Thì và sau đó thì em nhảy lên một vị trí khác cao hơn, đẹp hơn thì đồng bào chúng ta vẫn ủng hộ em. Xin chia tay em và chúc em thành công. Cảm ơn anh. Congratulations. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cái này là chúc mừng cho cộng đồng của mình. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị.